Chậm quá, chậm bây giờ. Chắc gì này, chậm giờ lên nấu rồi. Bây giờ là ra rất là đông luôn mọi người. Chu cho vô đó kéo thí đâu, quăng ra là nặng chai luôn. Ê, từ từ nha. Hai, Sang chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập câu dạo tiếp theo của Sang. Thì hiện tại Sang đang ngầu ở ngoài cái thành cầu nha mọi người. Đó, hôm nay thì Sang ra ngoài đây để câu cá đối, với lại quay cho mọi người xem về cái cảnh nhộn nhịp ở đây. Mỗi khi nước lên đó mọi người, người dân đổ xô ra câu cá đối rất là nhiều luôn. Bây giờ thì Sang với mọi người sẽ chuẩn bị mấy cái dụng cụ cần thiết để mình cho buổi câu hôm nay nha. Cái chai câu thì lần trước Sang có giới thiệu với hướng dẫn cho mọi người rồi, làm cơ bản như vậy thôi mọi người. Với lại cần có bột mì nữa nha, mua bột mì đa dụng câu. Ở dưới đây là cái bến cảng mọi người, là cái nhà của nó. Còn ở phía trên đây á là cái đường để ra khu du lịch mọi người. Nên là hôm nay Sang với mọi người sẽ câu chỗ này nha. Nó hơi cao nha mọi người, tại vì câu trên thành cầu á. Nhà Sang thì phía dưới kia cũng rất là xa. Bình thường thì câu ở trên sông thì nó dễ. Đây bình thường là phải ngồi như vậy nè. Đó, ngồi từ trên cao quăng xuống dưới á mọi người. Cá nó bơi và đặc luôn, quá trời luôn mọi người. Đó mọi người nhìn nè, từ cái bãi ở góc kia nó đổ vào đây. Tại vì chỗ này nước nó ra nè mọi người, nước từ trong cái rừng ngập mặn á, nó ra gặp lúc cái thủy triều cạn á. Đường xe nó hơi ồn nên là mọi người thông cảm nha. Dưới lại Sang với mọi người sẽ đợi nước lên. Tại vì theo kinh nghiệm của Sang á, là nước lên thì câu ở ngay cầu này nó mới có mọi người. Còn nước thấp á, mặc dù thấy nó rất là nhiều nhưng mà câu nó không ăn. Dưới lại á, là mình chờ người dân bản địa ra câu đông đông á mọi người. Rồi Sang quay cho mọi người xem luôn. Người dân ở đây á, thì họ ăn nói rất là dân dã luôn mọi người. Nhiều khi là có cái từ ngữ nó không hợp tai với mọi người lắm, nhưng là mọi người cũng bỏ qua nha. Hai tay quấn li li hết. Ấy ngon. Ông lên cá liên tục luôn đó chưa? Có sức tay chở. Cỡ đó chưa ăn lừa. Ăn cắp của bà nằm hết trái táo rồi. Ăn cắp của bà nằm hết trái táo rồi. Cậu được ăn táo luôn không? Chú cho hai tay quay giòn hết. Chỉ có cá quay hai tay không cần nấu. Chỗ đó bây giờ nó ăn là quay liên tục luôn á. Thu cho chà bá luôn, hai con này bự. Ô con này bự không tiếng ơi. 20 con gì là ngon ha. Qua cửa mấy cô mày. Cửa đó đúng không? Bây giờ là ra rất là đông luôn mọi người. Tầm khoảng mười mấy 20 người rồi. Tầm tới chiều mọi người là ngầu sát ở đây luôn. Ra tới tận đây luôn mọi người. Sang thì đợi tới chiều chiều một xí rồi ngồi câu. Tại vì vừa câu vừa quay cho mọi người thì câu không được. Tại vì phải ngồi ở ngoài đây nè mọi người nè. Nên là vừa câu mà vừa quay lại xí nữa là lọt xuống đó là rớt luôn cái điện thoại mọi người. Lên lên lên. Nhanh. Đậu bột hay quá ông Tiếu ơi. Chô cho ông này bành kỳ luôn. Cả đó kiếm luôn. Ngon. Hai ông câu thi chiều là coi thử ai nhiều hơn này. Không nhiều hơn rồi. Ăn giòn hết chưa? Đó đây nè. Nãy giờ nói. Nó mổ nhị, tôi có con ăn không chứ. Bữa hả? À? Bữa luôn. Đen. Quần chúng ngay bay sình luôn à. Thấy không, ít mà thấy chất lượng không? Câu chi nhiều. Con này hai lạng á. Nó hơi khá nên phải còn mà nó không thông. Rớt dưới luôn hả?
Trời điên vậy. Lên lên lên. Hai ba con luôn nghe. Từ từ nó. Hai ba con này. Ấy, ngon. Bự. À, lên luôn. Cá cửa này mới đã nè. Cá này đã nè. Đó. Hai con không? Hai con, nhìn màu thấy hai con. Con hả? Hai con này bự nè, được trấu. Con mà nó trọng gì cũng được. Ờ, đòi hỏi gì nữa. Lên cá liên tục thôi chứ. Má biết cá cần chú nào á, nậu. Đó, bự. Thu cha chà quá luôn. Không xảy nữa là. Sao chảy nữa? Quay nhanh lên tí ơi. Bự. Ngon. Đó, văng nước luôn rồi chưa. Từ đây tới chiều đầy rõ chắc là. Gạo. Rầu dính cục luôn. Quá to luôn. Gạo không? Gạo không á. Con này cả ký. Ờ, ký luôn. Thêm mấy cục sắt nữa. Ký luôn. Kêu. Có cá bự quá không thấy không nổi. Cá quá bự luôn á. Kêu không à. Nè, đây mới đặt chai nè. Kéo gì mà kéo cá nhỏ kéo dữ. Trọng không, con nào cũng lấy xích chai. Mà hôm qua hôm kia gì kéo mấy con mà nó vừa chai luôn hả? To. Ờ, nó qua khỏi miệng chai luôn, con nào nó chụp quá. Kêu ông câu à, đủ mắt với mấy con nằm cái mặt tay này. Đúng rồi, chà bá luôn, kéo lên mà nó khít chai luôn, con cá mà nó nằm khít chai, chọc chai luôn chứ. Ủa, nó dựng đuôi ra ngoài trên đây này. Đúng rồi. Bự mấy con kiểu như đầu đèn á. Chạy thay ba con chứ. Đây đó chiều thêm 3kg nữa. Lên. Lên luôn. Bạn tôi lên luôn. Đảo. Chu cha. Êm. Êm đi nhíp. Đây ở chiều 6kg nha. Hai ông 6kg. Mỹ để 6kg rồi, hai ông 6kg nữa trời. Số Mỹ 6kg rồi. Qua. Qua cái mấy luôn. Chào bố, cầm cái giờ. Chắc gì này, chậm giờ lên nấu rồi. Lên luôn hai cha luôn đi. Đưa. Ghê. Lòi đuôi. Ăn lần hai cha luôn ý hoài đó. Câu từ đây tới chiều về đầy gió. Chú chàng cá ốm dữ. Cá ốm nhách à. Má đang khình, má đang biết bao nhiêu cái bụng luôn. Con nào cũng cái bụng từ lưng. Đúng rồi, no luôn. Quăng bột ăn no luôn. Chó, lòi đuôi nữa rồi. Lòi đuôi nữa. Chu cho chỗ đó kéo thí thôi. Quăng ra là nặng chai luôn. Ê, từ từ nha. Bự lắm tiếng ơi. Bả luôn, bả con luôn. Chu cha. Dữ. Được á. Trời ơi, cha nó vui chặt rõ luôn luôn chứ. Không câu gì cá đâu, người ta câu nó không tiếng. Cá gì mà khúc chỗ đó quăng xuống là ăn à. Mạnh á. Ờ, kéo nữa thấy không? 15 giây. Chạy đâu. Trời. Vừa lên khỏi mặt nước cái. Nữa nè, tao Huyền Ảo nè. Hả, lội đuôi. Dữ. Chết rồi. Trúng giờ luôn rồi.
Hồi chiều á là Sang quay cho mọi người xem cảnh mà mọi người câu cá, những cần thủ câu cá ở ngoài cầu á mọi người, rất là nhiều luôn. Tranh thủ quay cho mọi người xem nên là chập tối Sang mới câu được. Con nào con ấy to to nha mọi người. Đó, đây nè. Đấy. Mới câu có một tiếng đồng hồ mà được nhiêu đây nè mọi người nè. Đó. Hồi chiều thì tranh thủ quay mấy ổng câu, cá toàn con ngon ngon không. Giờ này thì thành phố nó cũng lên đèn luôn mọi người ạ. Ở hồi chiều mấy ổng câu rất là nhiều mà Sang không thể nào câu được, tại vì đang quay mấy ổng á mọi người, cho mọi người xem á, tại vì mấy ổng là chuyên câu ở đây luôn á. Nên là hai ông thi nhau giật rất là đã luôn á mọi người. Đó, coi mà sướng mắt luôn. Chắc bây giờ thì Sang sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Sang nha. Mọi người thấy hay thì cho Sang xin một like, với lại và ấn đăng ký kênh ủng hộ Sang nha. Hẹn gặp mọi người ở những cái tập câu tiếp theo. Bye.